Chào bạn, mời các bạn Tùng Tùng đi test máy hàn Haco 936, một cái mã máy hàn rẻ nhất hiện có ở No 2, rơi vào tầm 340k các bạn nhé. Đây, nguyên hình vạn trạng hộp chúng ta nhận được sẽ là như này. Khui hộp cùng Tùng các bạn. Quá nhiều anh em thợ sử dụng rồi, giá cả nó rẻ, đáp ứng được nhu cầu. Tất cả chúng ta có đây. Máy bảo hành 1 tháng, lỗi đã đổi và được tặng một lưỡi hàn dẹt các bạn nhé. Ngoài cái lưỡi hàn theo máy này như này thì các bạn được tặng một cái lưỡi hàn dẹt nữa, và tay hàn cũng có bán rời, vì vậy là các bạn yên tâm trong quá trình các bạn mua để sử dụng. Vì đồ điện tử các bạn không có cái gì chắc chắn 100%, cái dòng này hay bất kể dòng máy hàn nào thì nó thường là lỗi tay hàn, thì đôi khi chúng ta bật cả ngày, sau đó chúng ta làm, chúng ta đi về, chúng ta không tắt thì nó sẽ hỏng cái lõi nhiệt để tạo ra nhiệt. Một là các bạn mua cái lõi các bạn thay, hai là các bạn mua cả tay, các bạn cứ thế về các bạn cấm vào thôi, không có gì cả. Có hai cách như vậy. Cái linh kiện thay thế đã dễ thì chúng ta yên tâm trong quá trình sử dụng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi test hiệu năng từ những cái mối hàn nhỏ đến những cái mối hàn to khi chúng ta sử dụng. Đấy, rất đơn giản, cấm đúng chuẩn là nó ok. Các bạn đợi chút nha. Công tắc bật nguồn ở bên sườn, tem của nhà sản xuất. Và chúng ta điều chỉnh được từ 200 đến 480 độ C. Đây các bạn. Dòng này thì không có cái chế độ tự ngắt. Chúng ta sẽ phải đợi một chút cho nó nóng lên, sau đó chúng ta mới hàn được. Okay, bọc biển không đi theo tay hàn. Kèm một cái miếng bọt biển để lau cái mũi hàn các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ hàn từ những cái mối hàn to đến những mối hàn nhỏ và trải nghiệm nó. Ok, xem nắng chưa các bạn. Đây là mối hàn to các bạn nhé. Đấy, chảy ra rất dễ dàng. Như này là sử dụng được rồi đúng không các bạn? Hàn được mọi thứ rồi, bận tâm gì đâu. Mối hàn to như này chúng ta hàn được mà. Còn mối hàn nhỏ chúng ta đã to được thì chúng ta không bận tâm đến nhỏ đúng không các bạn? Đó là quy tắc thôi. Và khi các bạn hàn thì những cái mối hàn to này các bạn lên dùng cái lưỡi nó to ra một chút thì nó tiếp xúc tốt hơn. Còn mình thì đang dùng cái lưỡi nhọn đi theo máy. Cần mua hàng các bạn có thể liên hệ Zalo số 0906 010103 hoặc truy cập no2.vn để chọn nhiều cái mã sản phẩm khác. Cảm ơn các bạn.